À, cái quán này có một con chó rất là khôn các bạn nhé. Nó mình đang ăn đó, nó là cái chân nó khều 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 với đuôi mình này. Để mình cho nó đồ ăn khôn lắm. Là mình cho nó đồ ăn xong lại lấy cái chân nó lại khều 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 với đuôi lại lần nữa, rất là hay khôn. Mấy con mèo thì xinh ơi là xinh, nó không có cắn đâu, hiền lắm. Con chó này hiền nhưng mà khôn nhá, kiểu nó quen rồi á. Đúng 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 vào hay lắm. Đó, anh em đi ăn là phải vẹt bằng hết, ăn bằng hết. Không có bao lỡ. Đói bụng cảm thấy ăn nó ngon. Mấy em chó luôn đấy, mấy em chó, mấy em mèo luôn. Các bạn có cơ hội đi ngang qua đây thì ghé vào chỗ bến xe Tỉnh Kon Tum nhá. Quán này có quả con võng, khá là mát luôn. Xung quanh là cái sạc cừ. Đây là quốc lộ Hồ Chí Minh, quốc lộ 14 này. Là đường Hồ Chí Minh các bạn. Ngay chỗ cây xăng nhà nước nha. Say nghỉ ngơi khỏe mạnh. 1:30 đúng 1:30 lên đường, mình theo đúng là theo cái đồng hồ sinh học rồi. Hẹn nói 1:30 là 1:30 không cần hẹn giờ, nằm ngủ đúng 1:30 là bật dậy nổ máy lên xe. Đây đang là bến xe của Kon Tum, bến xe liên tỉnh. Chỗ này khá là đẹp. Wow. Wow. Chỗ này có một cây xăng Petro. Các bạn đi ngang qua đây thì có thể ghé vào ăn cơm, có quán võng, có xăng để đổ luôn. Rất là tình hình luôn. Nằm ngay trên đường mòn Hồ Chí Minh. Sơn Đông thẳng tiến nối tiếp ở Bắc Trà My để đi đến điểm đầu tiên của trường Sơn Đông, Thạch Mỹ, Quảng Nam, để có những video nối tiếp cho các mọi người xem về một con đường xuyên suốt đường trường Sơn Đông từ điểm xuất phát đến Madarak của Đắk Lắk. Anh em lần vừa rồi đi đang còn thiếu sót do trời mưa, chưa quay hết được nên là ấm ức. Sau 3 ngày anh em lại trở lại. Sau 3 ngày anh em lại quyết định lên đường. Quyết định lên đường. Thời tiết đang ủng hộ hai anh em. Mặc dù là có khả năng sẽ có một đợt bão tiếp theo. Hello anh em, Hiếu đã tới Đắk Hà các bạn ạ. Đắk Hà, Kon Tum. Và đang thẳng tới Đắk Tô các bạn nha. Từ cái chỗ Hiếu ăn cơm đến Đắk Hà thì nó nằm tầm 20 km. Và từ Đắk Hà này đến Đắk Tô thì nằm tầm khoảng cũng hơn 2 đến 30 km các bạn ạ. Chúng ta sẽ đến đường mòn Hồ Chí Minh để đi ra ngoài Bắc. Đây cũng là đường mòn Hồ Chí Minh rồi. Và sẽ đến điểm cuối cùng của hoặc là điểm đầu tiên của quốc lộ 40B các bạn. Chúng ta sẽ đi Nam Trà My và Bắc Trà My các bạn nhé. Đắk Hà kính chào quý khách. Đắk Hà kính chào Hiếu Bất Ngờ. Địa trang liệt sĩ Đắk Hà. Đây là trung tâm của huyện Đắk Hà các bạn ạ. Đường Hùng Vương. Đây là trung tâm của Đắk Hà, cũng khá là phát triển hai bên đường. Khá là đẹp đấy. Đây vẫn là đường mòn Hồ Chí Minh các bạn nha, quốc lộ 14. Trời khá là đẹp. 2 giờ chiều. Trời cũng không nắng lắm, cũng không quá âm u. Nói chung là đi đẹp. Sau khi anh em ăn uống no say rồi thì nghỉ ngơi được 30 phút nữa thì lên đường với một sức mạnh khá là tốt. Dù buổi sáng là hơi buồn ngủ, buổi sáng Hiếu đi mà còn ngủ tới 3 lần. Nhưng mà tới bây giờ thì khá là sung sức các bạn ạ. Ok, Đắk Tô thẳng tiến.
em Nguyễn Đới, biển số Hà Tĩnh, Nghệ An, Nghệ An. Đoạn đường này thỉnh thoảng có chốt chặn công an nên cũng không dám chạy nhanh các bạn ạ. Cái kia hả? Lắp cái đó không đổ xăng được đâu. Lắp cái đó đổ xăng mệt lắm. Không đổ xăng được đâu. Đấy, trước mình là anh Trung Hoa View Channel 125. Các bạn ạ, Đắc Tô gắn liền với lịch sử của dân tộc rất là oanh liệt. Trận chiến Đắc Tô, giải phóng Đắc Tô các bạn. Đây là một trong những căn cứ điểm của quân đội ta tiếp mạch đây. Trận chiến Đắc Tô năm 1972-73 rất là ác liệt. Hiếu đã tới Đắc Tô các bạn ơi. Hiếu sẽ dừng lại cái chỗ nào mát mát xí để Hiếu ta dưỡng sên các bạn nhá. Sên của mình chạy hơn 300 km rồi và trời nắng thế này, như vậy là chúng ta phải dưỡng sên các bạn ạ. Ok, Hiếu sẽ vào chỗ nào ít nhà dân đi, chỗ nào mát mát xí Hiếu dưỡng sên. Di tích lịch sử điểm cao 1015-1049 đây. Đó là những căn cứ điểm cách mạng đó các bạn ạ, với chiến thắng của Đắc Tô. Nơi đây Hiếu cũng đã từng ngồi uống cà phê đợt đi về Bắc, nhưng đi con chiếc xe i10 đã ngồi ở đây để uống cà phê, uống nước. Mình ở đây mình chở anh Trung luôn đó ạ. Mình không thấy anh Trung ở đâu nữa rồi. Mình đang mất vị trí anh Trung. Mình đi xa thế này là mình hay dưỡng sên các bạn ạ. Dưỡng sên cho bảo đảm các bạn nhé. Mình đi chạy liên tục 300 km là nó cũng khô sên rồi. Đó, nên là chúng ta vẫn phải dưỡng sên để cho. Ok các bạn. Đấy, anh Trung cũng dưỡng sên. Anh Trung đi dưỡng bằng nhớt.
nhớt nguyên chất. Còn mình thì 50.000. Ok, nghỉ ngơi một xí các bạn ơi. Đất tô rồi đó. Đây là đất tô rồi. À, gần tới chỗ ngã ba rẻ. Đúng rồi đấy, chuẩn bị đến ngã ba rẻ, cái chỗ bắt đoạn anh em mình nhá. Nhưng quan trọng là có mưa hay không hả? Đây anh em đã tới đất tô, mới có hơn 2 giờ thôi. Lúc nào có biểu hiện mưa là nghỉ anh. Hiện tại anh em Hiếu đã tới đất tô rồi. Đất tô rất là nhiều lịch sử nhá. Đến chiến dịch oanh liệt năm 72-73. Dưỡng sên chuẩn bị xe để đi tiếp. Sáng vào 300km rồi các bạn ạ. Buổi sáng mà tới hơn 2 giờ đã tới được hơn 300km rồi. Quá nhanh. Đi mọi người. Dưỡng sên nhông xích và bàn bạc xong, anh em quyết định lên đường. Nếu mà gặp trời mưa thì sẽ nghỉ nhà nghỉ luôn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ đi vọt Nam Trà My luôn. Tại vì bây giờ là 3 giờ chiều rồi. Mà cái Nam Trà My ở quốc lộ 40 thì nó cực đẹp và rất là đẹp. Hôm nọ về là mưa quá, mình không có quay cho các bạn xem được. Nhưng lần này mình sẽ quay một cách cụ thể. Hôm đó là mình chỉ quay sơ những cái cảnh đẹp xung quanh thôi. Chứ còn hôm nay mình sẽ quay cụ thể cho các bạn xem về Nam Trà My. Nam Trà My nhưng mà lại đi quốc lộ 40B từ Đắc Tô qua các bạn nhá. Điểm km số 0 của quốc lộ 40. Nhưng mà trời nó đang âm u. 3 giờ chưa đến 3 giờ chiều. Nó có 2 giờ 41 phút. Trung tâm của Đắc Tô. Chuẩn bị chúng ta sẽ rẽ tay phải để đi mưa Đà Rông. Đó là ra quốc lộ 40 đó các bạn. Còn nếu chạy thẳng thì đi Tam Kỳ, rẽ bên trái thì đi Ngọc Hồi. Tam Kỳ Đà Nẵng, huyện Đắc Tô. Đường mòn Hồ Chí Minh đây các bạn ạ. Cho ta đi Ngọc Hồi. Ngọc Hồi xong rồi đi lên là đi lên đèo Lò Xo đó các bạn. Trời lại đang có hạt mưa phơn phơn rồi. Anh em chạy đến đoạn nào thì chạy, không chạy được thì sẽ nghỉ lại. Sáng mai sẽ khởi hành. Ban chỉ huy huyện, quân sự huyện Đắc Tô. Hello anh em. Nếu chúng ta rẽ tay trái đường này là chúng ta sẽ đi Ngọc Hồi. Còn nếu như chúng ta rẽ tay phải là sẽ đi Tơ Mơ Rông các bạn nhé. Tơ Mơ Rông 28km. Rồi, chúng ta sẽ đi ra quốc lộ 40 Tơ Mơ Rông. Ok các bạn, đây là điểm số 0 của quốc lộ 40 các bạn. Đèn xanh đèn đỏ. Ngọc Hồi, đường Hồ Chí Minh. Nhớ tìm nhân ấy vậy? Có đi thêm đến một đoạn không? Tìm nhân. Cần thiết tìm nhà nghỉ tắm rửa xong thích thì đi. Đi dọc đồ đó đi. Đây là đi Ngọc Hồi, còn đây là quốc lộ 40. Chạy lên kia một đoạn, qua đèn xanh đèn đỏ đi. Anh em mình bắt đầu công việc. Rồi, đi anh em. Anh em Hiếu với anh Trung đang tính toán là sẽ thuê nhà nghỉ ở đây. Tại vì đi về phía này thì nó đang mưa lắm các bạn ạ. Đang mưa kinh khủng. Đây là km số 0 của đường 40B các bạn nhé. Đường 40B đi thành phố Tam Kỳ 205km nữa. Thì hai anh em sẽ quyết định thuê nhà nghỉ ở đây để tắm rửa. Đây các bạn, Đắc Tô đây với những xe tăng. Các bạn thì sẽ quay lại để thuê nhà nghỉ. Đây các bạn thấy không,
Đây là đường Hồ Chí Minh đi ra Ngọc Hồi đấy các bạn. Những chiếc xe tăng kìa. Đó, Đắc Tô này rất là nhiều di tích lịch sử, những trận đánh rất là ác liệt ở thời kỳ Trung Mỹ các bạn nhé. Đây là nhà rông đặc trưng cho Đắc Tô, đặc trưng cho Kon Tum đây các bạn. Rất là đẹp. Hello anh em, Hiếu đã tới trung tâm của Đắc Tô. Đang đứng ngay cái nhà rông của Đắc Tô các bạn này. Đằng sau là khu quảng trường. Đấy, trang được bố trí là một số xe tăng tượng trưng cho chiến thắng của Đắc Tô, chiến thắng lịch sử oanh liệt của Đắc Tô, huyện Đắc Tô các bạn nhé. Trước mặt mình là đường mòn Hồ Chí Minh để đi Ngọc Hồi, đi ra cửa khẩu Bờ Y. Đó. Còn phía sau lưng mình là quốc lộ 40B để đi ra Tam Kỳ, Quảng Nam và đến Nam Trà My, Bắc Trà My. Một cái địa điểm mà Hiếu định quay lại đây để đi lại cho các bạn khám phá con đường 40B mà hôm trước mình chưa có dịp quay nhiều tại vì mưa to. Nhưng mà đến đây thì trời nó đã âm u mọi người. Trời quá âm u luôn. Chính vì vậy là anh em quyết định sẽ dừng chân ở đây, tắm rửa sạch sẽ, đi dạo chơi xong đó rồi ngày mai sẽ tiếp tục đi khám phá đường 40B. Tại vì con đường 40B có khoảng 3-40 cây là từ địa phận của Quảng Nam, Kon Tum đến Nam Trà My là khó đi lắm. Đi chỉ được 10-20 km/h, chứ không phải là sợ bị mưa nữa. Và mưa thì lại không quay được một lần nữa thì rất là tiếc. Chính vậy là các bạn theo dõi video đến ngày mai của Hiếu nhá, để xem khám phá con đường 40B các bạn. Chỗ ngã ba này thì mình rẽ khá là nhiều, mình đi về Bắc khá là nhiều. Ngay chỗ kia chúng ta rẽ tay trái thì là sẽ đi về Đà Nẵng đấy các bạn ạ. Đi Ngọc Hồi, cửa khẩu Bờ Y, đi qua đèo Lò Xo đó. Còn chúng ta đi Tam Kỳ Quảng Nam thì đi ngược lại, đi bắt đầu. Buổi chiều ở Kon Tum mưa, Hiếu đang vào nhà nghỉ Ngọc Bích ở Bình Dân, giá rẻ nhưng thời gian rất là đẹp nhá, phòng ốc khá là hợp lý luôn. Các bạn mà đi đó đường Hồ Chí Minh các bạn, quốc lộ 14 ấy, qua đây thì các bạn cứ ghé nhà nghỉ Ngọc Bích có trên Google Maps ấy. Đây giá cả phòng điều hòa, không có điều hòa cũng hợp lý lắm các bạn. Mà phòng ốc nó cũng rất là ok các bạn nhá. Mình quay cho các bạn này, sạch sẽ luôn. Khu rất là sạch sẽ. Đây là phòng không điều hòa. Với thời tiết này thì không cần điều hòa các bạn ạ, tại vì ở đây lạnh lắm. Đó, các bạn thấy không? Ô men chưa? Thế này thì quá hợp lý rồi. Hai phòng, hai giường đôi. Phòng này chỉ có 200 ngàn. Quá hợp lý luôn. Phòng này chỉ có 200 ngàn thôi các bạn nhé. Rất là hợp lý, sạch sẽ các bạn thấy không? Có chỗ ngồi uống nước này, hút thuốc này, mọi cái phía ngoài này, sân đậu ô tô này. Các bạn đi qua đây vào nhà nghỉ Ngọc Bích các bạn nhé. Ngay ở trung tâm của Đắc Lây luôn các bạn. Trung tâm của huyện Đắc Lây các bạn nhé. Nằm trên quốc độ đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14 luôn. Phòng ốc khá là sạch sẽ. Không điều hòa là 200, điều hòa có điều hòa là 250-300. Đấy, ở đây có quạt két là được rồi. Ok các bạn, có wifi các kiểu nhá. Hợp lý. Lấy đồ vào anh hề. Giặt đồ vào thôi hai anh em. Chiều tối ở đây nghe nói dân nói là ngày nào cũng mưa các bạn ạ. Sáng mai mà vượt đường chừa 40B mà mưa nữa thì buồn như buồn như chó thín luôn. Buồn như chó thín dái. Đợt trước đã chưa thực hiện được, lần này quyết định thực hiện mà lại mưa thế này thì chết. Ok, let's go, vào nghỉ ngơi các bạn. Các bạn đánh giá sao một phòng nhà nghỉ có 200 ngàn như thế này các bạn nhé. Các bạn thử đánh giá xem như thế nào.
Không gian sông thì sân thì khá rộng, rộng lắm luôn. Chỗ út nước, cà phê, máy tính chơi hết được luôn. Phòng khá là rộng, phòng này phải 20 mấy 30 mét vuông, giường rộng không? Này rất thích hợp cho một gia đình nhá, 4 người sở được. Đó, các bạn thấy không? Phòng ốc đẹp chưa? Đấy. Nhà nghỉ khá là hiện đại, các bạn thấy không? Sạch sẽ chưa? Tủ đựng đồ khá là sạch sẽ. Đó, với thời tiết lạnh này thì anh em không cần điều hòa, rộng rãi. Anh ơi, anh đánh giá như thế nào anh Trung? Cái phao nhà nghỉ 200 ngàn này. Quá tốt luôn chứ tốt gì nữa đúng không? Trường Sơn Đông. Tuyệt vời các bạn ạ. Ở đây là Đắc Tô các bạn nhé, huyện Đắc Tô, tỉnh Vân Tung. Mà có điều hòa. Có điều hòa nhưng mà không, mình không chọn điều hòa nên là không có điều khiển. Rồi. Anh Trung hôm nay mặc tông hơi bị đẹp đấy nhỉ, xuất lửng áo thun kinh. Anh em chuẩn bị đi ăn tối các mọi người ạ, mới chưa đến 6 giờ thôi mà trời ở đây đã tối rồi, tại vì mưa ấy. Ở đây khí hậu nó hơi lạnh lạnh nên là cũng không cần phải, nhưng mà thì em mặc áo là do đỡ, em mặc áo ba lỗ, anh mặc vậy thôi. Em mặc áo ba lỗ ngại á, bụng nó to. Mời mọi người đi ăn tối cùng với anh em nhé. Hiếu mặc cái áo ba lỗ nên không khoác thêm cái áo khoác, chứ thực ra là không muốn áo khoác đâu. Em mặc cái áo ba lỗ bụng nó lại to nữa. Đi anh em. Ê, Đắc Tô, Kon Tum. Ui giời. Chị phải em cắt rồi. Đi ăn tối mọi người. Đây nhà nghỉ Ngọc Bích các bạn nhé. Phòng ốc khá đẹp, mình với anh Trung đánh giá khá cao. Nói chung là hợp lý rẻ. Đáng lẽ cái phòng của mình là 250, nhưng hôm nay thấy Hiếu nghèo quá nên cô chủ nhà lại có 200, hợp lý. Ngọc Bích này, số điện thoại luôn các bạn ạ. Đẹp luôn. Đây là quang cảnh buổi tối, khá là đẹp với anh nhỉ. Đọc cái đường này chứ. Đây, sổ ngay cái ngã ba đường đi quốc lộ 40 và đường đi Ngọc Hồi đấy. Một quán cơm khá là to. Cắm cơm Mỹ Dung. Ngon thế, hôm nay có cả rau sống, tuyệt vời nhỉ. Dạ. Mấy hôm nay em đi ăn không có. Hôm nay nhìn ngon quá. Quán cơm nằm ngay ở quốc lộ, đường quốc lộ 14 Hồ Chí Minh nhá, ngay đoạn chỗ ngã ba đây. Đường đi Ngọc Hồi, đường đi quốc lộ 40. Chất lượng đấy mọi người. Cái này là cái nước phở này. Có rau sống, là cơm thập cẩm. Hai nhà em là chuyên gia gọi thập cẩm. Tiền rồi. Mời mọi người. Có thịt chiên, thịt luộc, thịt kho, trứng. Ăn rau thì không anh Trung anh ăn hết. Hai anh em mới hôm nay thiếu rau. Mời các bạn. Đấy, anh em đi vượt cứ ăn như thế này thôi. Ngon. Hello anh em thấy Hiếu đi vượt mà sướng không? Xem YouTube, làm YouTube cho các bạn xem, mỗi hai anh em mỗi người một giường, đấy, một người nào cùng máy tính đồ. Hiếu vẫn không quên pha trà thẩm hầu các bạn. Cái này là mình vừa mới làm lông giữa rồi, bây giờ rót nước vàng. Cái bếp ga mini đi vàng rất là tiện lợi luôn các bạn nha. Pha trà thẩm mộc để uống, xong đó sáng mai uống cà phê, lại làm tiếp tách trà thẩm mộc nữa.
Từ khi ngày Hiếu uống trà táo mộc này thì cái men gan của Hiếu hạ rất là nhiều, giải độc gan, men gan rồi cái huyết áp cao các bạn nhé, là nó ổn định cho mình ở 125, 130 thôi. Ngày trước của mình khi uống rượu bia vào nó lên 140, có khi 150 đó các bạn ạ. Mình hiện tại là đang uống trà sâm dứa các bạn này. Đó, ok, bật bếp lên thôi các bạn, rất là tiện lợi luôn. Để các bạn nha, mình bỏ lên trên này. Đó, nấu rất là đơn giản vậy thôi. Còn một lúc là nó sôi thôi các bạn. Trà thảo mộc thanh nhiệt cơ thể. Bạn nào muốn mua trà thảo mộc để cho bản thân mình uống, hay là biếu tặng cho gia đình, hay là cho người nhà, người thân, cho chồng, cho con, thế số điện thoại ở dưới bao bì của mình này, 0988597900 các bạn nhé. Chỉ có 100k một gói này thôi, giá rất ưu đãi. Một này gói này thì chúng bạn các bạn phải uống được 25 đến 30 ngày. Như Hiếu đây mang đi, phượt phờ Hiếu vẫn mang đi, từ hôm bây giờ uống vơi rồi đó các bạn ạ, thấy không? Ok, chờ đến nước sôi, cứ sôi lên là được thôi các bạn, không có vấn đề gì cả. Mang theo cái bếp ga đi các bạn này, nấu rất là tiện lợi luôn.